Là một trong những chuyên trang ẩm thực uy tín hàng đầu thế giới, vừa qua Taste Atlas đã công bố danh sách 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á. Và trong danh sách này, Việt Nam đã đóng góp tới 5 món ăn. 5 món ăn này bao gồm bánh mì, phở, cơm tấm, chả giò và bánh xèo. Trong đó, bánh mì nổi bật khi đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách, được miêu tả không chỉ là món ăn quen thuộc của người Việt mà còn được thực khách quốc tế vô cùng yêu thích. Bánh mì độc đáo bởi hình thức, hương vị cũng như là phương pháp chế biến và sự đa dạng về nguyên liệu. Trong khi đó, cơm tấm đứng ở vị trí thứ 6, phở đứng ở vị trí thứ 10, chả giò ở vị trí thứ 24 và bánh xèo đứng ở vị trí thứ 43.